chào quý vị và các bạn. Hôm nay theo lời yêu cầu của một số bạn xem kênh của mình á, có nhờ mình đi hỏi giá cái dòng xe SH Ý và những dòng xe SH Việt Nam mình đã qua sử dụng đó các bạn. Thì hôm nay mình đến cái cửa hàng xe gắn máy Sơn Niệm, địa chỉ là số 1921 đường Nguyễn Khuyến, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì ở đây mình thấy có nhiều dòng xe SH. Cái cửa hàng ở đây thì mình thấy lớn. Mình vào mình hỏi giá cho các bạn tham khảo nha. Thì giá ở đây là chỉ mang tính chất tham khảo, thì nó cũng còn có thương lượng được chút đỉnh. Thì mọi chi tiết thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại của cửa hàng, mình sẽ đánh ở phần mô tả đó. Và trong clip mình cũng có đọc cái số điện thoại cửa hàng lên. Rồi các bạn xem clip thì các bạn có gì cứ liên hệ trực tiếp với chủ cửa hàng nha. Mình chỉ đi làm nhiệm vụ là xem giá, hỏi giá cho các bạn thôi. Mình không có lợi ích hay là làm clip này để bán xe hay là để mà nhận được cái tiền từ mà chỗ chủ cửa hàng được hết nha các bạn. Hoàn toàn mình làm độc lập và miễn phí, không có tính chất gì tới tiền bạc hết nha. Mong các bạn xem kênh thì có thích thì cũng ủng hộ để mình có tinh thần mình làm thêm những clip sau này nha. Rồi mời các bạn cùng xem clip. Rồi chiếc clip này là nhiêu em? Cái này là 40 triệu em. À, biển Cần Thơ ha? Dạ, biển Cần Thơ. Rồi mình ở đây thì cũng khi mà coi xe trực tiếp thì cũng có thương lượng chút đỉnh ha. Coi xe trực tiếp thì thương lượng nó dễ hơn. À. Để xem. Thái phải không? Dạ, xe Thái không? Rồi còn chiếc SH Mo này chưa? SH Mo này đời 2015. 2015. Cái này ở 46 triệu. Mấy cái dòng mình ở đây là máy móc là khi mà em mua thu vô là còn riêng hết em mới thu. Bao máy nguyên chứ. Máy nguyên á, không có đụng chạm gì ha. Đúng rồi. À. Rồi hôm nay mình đi đến cửa hàng xe gắn máy Sơn Niệm đó các bạn. Hỏi giá một số dòng xe SH rồi cho các bạn cùng tham khảo nha. Rồi con kế bên này là đời mấy em? SH Ý đời 2008 luôn. Ý đời 2008. Con này chạy nhiều chưa? Đi khoảng mười mấy 20 nghìn. Đi ít vậy? Dạ. Con này giá sao em? Này 95 triệu anh. 95 triệu. Cây số đây hả? Số này chính xác không ta? Không, thì nó chung chung thì tình trạng xe nó khoảng đi phải mười mấy ngàn. À, đi mấy ngàn nha. Là bao sang tên không? À, sang tên này dễ mà. À, này sang tên nó mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn hả? Giấy tờ có sẵn ha. Dạ. Thì do ở đây nó xe nó đậu cũng sát quá, mình chỉ quay lướt lướt ở ngoài cho các bạn xem thôi nha. Thì có gì thì liên hệ với cửa hàng rồi. Cửa hàng mình có Zalo rồi chụp hình rồi liên tưởng phải không em? Dạ. À, số Zalo mình số mấy em? Zalo. Tôi xài Facebook rồi. Facebook hả? À, Facebook là gì ạ? Facebook Lê Minh Nhật. À, Facebook Lê Minh Nhật, các bạn có liên hệ. Cửa hàng của mình ở đây là đường Nguyễn Khuyến, thành phố Cần Thơ. Con này là con 300 phải em? Không, đó là SH Việt Nam luôn. SH Việt Nam mà SH 150 chứ. Con này thì nhiêu? Con này thì nó 88 triệu. 88 triệu. Con này đời mấy em? Đời 2017. Đời 2017. Con này chắc cũng chạy lướt hả? Chạy lướt đi mới mấy ngàn. Mới mấy ngàn. Mình sẽ đi vòng vòng mình hỏi một số cơ bản cho các bạn, từ từ lướt lướt theo
giá từng chiếc thì thôi nha, chứ chi tiết quá thì không có quay được nha. Rồi con này em giới thiệu về dài cũng mới hết Việt Nam 150 150 này đời 23 23 giá bên này chắc cũng mềm hả? 67 triệu. 67 triệu. Con này ý luôn hả? Ở xe đó nhập ý đời 21. Mình có ý mà mới luôn không em? Xe mới đặt thì em muốn gắn lấy về. À xe mới giờ hôm nay giá nhiều sẵn em nói luôn. Chung chung thì phải 17.000 mấy chứ mấy. Nhưng mà em không có báo giá chính xác được. À 17.000 mấy tính theo giá đô phải không? Dạ. Thời gian mình đặt khoảng bao lâu có em? Nó chịu, nếu mà giờ chốt giá thì sáng chiều là có. Sáng chiều là có à? Ừ, em cho xe chở về liền. Con này nãy em nói nhiêu quên rồi ta? Cái đó 185 triệu. 185 triệu. Rồi 211. Rồi còn con cái bên này Việt Nam. Nó Việt Nam mẫu ý. Việt Nam mẫu ý. Đời mấy? Đời 2010. 2010. Con này giá sao? Nó 120 triệu. Con này 120 triệu các bạn. Toàn bộ đây là em rút về Cần Thơ hết với tài vậy. Mấy xe này ở Cần Thơ chứ. À toàn bộ là xe này về Cần Thơ hết nha. Đây. Thì mình lướt dài dài qua em giới thiệu về chiếc luôn nè, giờ chiếc này. Chiếc này là nhiêu? Rồi với giá thôi. Này đời 2010. Đời 2010. Dạ. Rồi giá hôm nay nhiêu? Này nó 155 triệu. 155 triệu. Còn này ý hả? Xe ý. Con này xe Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam mẫu ý 125 con khối. 125 con khối. Lên tem 150 hả? Dạ, nhắc tem 150. Rồi, vậy con này giá sao? Con này nó 95 triệu. 95 triệu. Cái cầu mà mét đi còn ít quá ha. Dạ. Con này bao tay cũng còn đẹp quá nè. Chung là xe này là nguyên zin hết, mình không có dọn gì hết hả? Dạ. Chung có bát bung rồi lại chứ định. Có bát rồi thôi nha. Máy móc máy nguyên. Xe là đẹp mình nó thu vô ha. Dạ. Rồi, con này nó khác ý hả? Mẹ nó ý cũng đời 2010 luôn. Ý 2010. Cái mẫu này nó có ABS không ta? Không, xe nhập đâu mấy đời này đâu có ABS đâu. Đời này chưa có ABS ha. Này mấy em? Mấy này 168 triệu. 168 triệu. Rồi con này SH Việt Nam á. Không, cũng xe nhập luôn, đời 2010 luôn. Nhập 2010 luôn. Rồi con này sao? Con này nó 150 triệu. 150 triệu nè. 150. Rồi con đỏ. Con đỏ đời 2012. Đây này nó 200 201 tàu số 201 hả? Dạ. 150 nhập ha. Dạ. Ý bên đây là con nó cũng đời 212 luôn. 212 luôn. Ý luôn hả? Cũng ý luôn. Con này nhiêu em? 135 triệu. 235 triệu chứ. Con này nó đẹp hơn con kế bên. Dạ. Này nữa mà.
Việt Nam ha. Đá Việt Nam 125. 125. Đời mấy em? Đời 27. Đời 27. Đời 73 triệu. 73 triệu. Để lên cao thì phải cái nhà. Đây con này nó tắt Việt Nam 125 đời 2017 73 triệu. Rồi. Trắng nè em. Trắng cũng hết hết Việt Nam 125. Giá cũng vậy luôn hả? Giá nó cũng vậy luôn, nó cũng 73. 73 triệu. Con này 20. Con này 25. 25. 150 hay là 125? 125. 125. Rồi giá sao em? Con này 62 triệu. 62 triệu rồi. Mấy dòng này có dòng nào còn bảo hành không? Mấy dòng này mấy đời này chung bảo hành thì cũng còn sổ chứ. Rồi mình mua cửa hàng mình bảo hành sao em? Chung thì có trục trặc thì cứ vậy thôi, tụi em làm cho. Chung mấy xe này đời mới mà đâu có bị gì. Đâu có bị gì ha. Con này này Việt Nam luôn hả? Lên Việt Nam. Việt Nam. 150. Con này đời 27 luôn ha. 26 anh. 26 à. Cái cùng đời. Cùng đời này, ngày 150 thì giá sao? Này thì nó 68 triệu. 68 triệu. Rồi qua đây về dài qua đây luôn. Ngày 27 hả? 27. 27 125. 125 27. 125 27. Bảy mấy triệu hả? Dạ 76. Chiếc này 76 hả? Dạ 76. Chiếc này nó ra thì... này nó 27 nhưng mà nó chạy mới 3 ngày mấy, đăng ký qua 28 luôn. À cái chiếc này nó mới, cái kia rồi. Là 73 ha. Đúng rồi. Rồi. Ủa cái này cái mâm. Cái mâm cho thấy nó dày hơn chiếc bản hả? Trong thứ mà không? Có còn hả? Chiếc này cũng 20 7 rồi. 27 luôn. Dạ. Này trăm mấy? 125. 125. Rồi chiếc này như vậy? 75 triệu. 75 triệu. Rồi còn hai chiếc nữa thì giới thiệu cho các bạn tham khảo luôn nha. Rồi chiếc này nhiêu em? Cái này thì nó 125 ABS, nó 76. Có ABS ha. Này có ABS. Này chắc chạy ít à. Mới đây à. Chạy mấy ngàn à? Đi 3 ngàn mấy. Đi 3 ngàn mấy à. Rồi. Nha các bạn. Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để có thông tin thêm những cái dòng xe khác nữa ha. Ở đây em còn nhiều dòng xe nữa. Thì bữa nào có dịp thì làm thêm clip cho các bạn xem.